Chiều 10 tháng 6, trong quá trình làm nhiệm vụ tại khu vực đường xuống hẻm Tu Sản, Thượng úy Nguyễn Mạnh Tường, Công an huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang đã phát hiện một người dân bị lũ cuốn. Ngay lập tức, Thượng úy Tường đã lao xuống dòng nước đưa nạn nhân vào bờ an toàn. Ngay khi đoạn clip ghi lại sự việc được chia sẻ trên mạng xã hội, nhiều người đã bày tỏ cảm phục trước hành động của chiến sĩ cảnh sát. Kể về thời khắc đó, Thượng úy Tường cho biết bản thân cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ biết người dân cần cứu giúp nên sẵn sàng lao ra dòng lũ. Gia đình có 5 người thì 3 người xuống sông rồi, 3 người đang, 1 người thì đứng, 2 người thì bị trôi. Nhìn thế thôi, nước chảy xiết lắm, nước nó chảy đứng không vững được ấy. Quay cũng kiểu may đội mũ bảo hiểm mà trên đầu không thì người thì lả hết rồi, không có sức để đi nữa. Nước ở trên đang đổ về càng lúc càng mạnh. Mình chả không nghĩ gì đâu, mình thấy trôi như thế là mình nhảy từ máy xúc xuống. Mình đang ở trên máy xúc mà, đang đi máy xúc lên mà. Mưa lớn những ngày qua đã khiến nhiều khu vực tại tỉnh Hà Giang bị ngập sâu, lũ quét gây sạt lở đất. Tối 10 tháng 6, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Giang đã có báo cáo nhanh về tình hình thiệt hại do mưa lũ gây ra trên địa bàn tỉnh những ngày qua. Theo báo cáo, ước tính tổng thiệt hại chưa đầy đủ là trên 24 tỷ đồng.